Ơi sao vậy? Vậy sao vậy? Tôi bói vậy chứ đâu. Vậy thầy bói nói sao vậy? Má ông nói cái đường tình duyên tao lận đận chắc chở dữ lắm luôn. Sao chắc chở? Ông nói là tao quen ai con vợ cũng ngăn cản hết trơn á. Thầy út gì mà là trời cha, là cha không phải.